chào mừng quý vị và các bạn trở lại với phần phát trực tiếp của Medical Shop giải đấu Night Club tại thành phố Hải Dương. Và hôm nay là ngày của ngôi sao Minh HD, ngày của Minh HD luôn. Minh HD lên hình luôn hai trận liên tiếp. Sao cả anh yên tâm? Nó bảo 11 giờ. Dũng Bắc Giang. Vẫn là bảng 1 à? Bảng 2. Hả? Bảng 2. Không, sao bảng 2? Không phải cái à?
sắp xong quán đầu rồi luôn thì các bạn. Cái gì vậy ông Minh HD? Cái gì vậy có zoom ở phút cuối con số 7? Có cơ hội rất lớn anh mà đúng ra 1-0 thì lại bị dẫn ngược lại 1-0. Đấy, chắc chắn là 1-0 cho anh Hoàng rồi, không phải nghĩ nhiều. Đi luôn. Rất là kỹ ngay từ cú phá, ăn 2 bị, ăn 3 bị, điều 1-0, điều luôn 1, 2, 4, 6 và còn có 6 bị trên bàn, 6 cú chọc là kết thúc ván đấu. Một cú phá nữa là 7 cú chọc, một ván đấu chỉ chọc 7 phát. Đây gọi là mình vào cái gì cho dễ nhỉ? Và còn cái karaoke gì nhỉ? Tám hai cũng linh hình đúng rồi. Tám hai đến đây là cái khu vực cải nó hỏi địa chỉ đến đâu à? Giờ đang ở Nam Anh quanh trên cái Vân Linh chợ Thanh Bình ấy. Thanh Bình ấy chạy đằng xuống lầu dê lên Linh, lầu dê lên Linh. Cứ đi gần đến đấy ở đầy ô tô là chỗ đấy khoảng tầm 3-4 ngày. Rồi mấy cái Khải à? Khải anh Nghiên à? Ủa? Tình huống đang rất ngon mà bây giờ tự nhiên lại tạo ra tình huống gì vậy? Một băng cơ sáu, băng cái vào
con này lại phải hơi cút một tí thôi, đúng, chứ còn không thì nó sẽ bị đánh vào trên của đám rất là xấu. Và tiếp tục bây giờ thì chả có gì phải đánh nữa rồi, một cú đẩy nhẹ xuống lắp đít con 9, tỷ số là 2-0 cho anh Hoàng Son. B 2-0 cho anh Hoàng Son. Mình ăn đề toàn chấp trước thôi. Lúc nãy đánh với ai nhỉ? Đây đánh với Thắng Tú thì chấp trước gần 3-0. Rồi đánh với anh Hoàng Son thì chấp trước gần 2-0. Đánh game đến 6 rất là bản lĩnh. À, Bắc Đàm thì đang đánh ở bàn bên kia rồi bạn ơi. À, xíu đỏ đỏ thì chiều ngày mai mới đánh, ngày mai 9 giờ sáng ngày mai mới bắt đầu đánh mọi người. Ngày mai sẽ diễn ra các cái trận đấu của hạng chuyên nghiệp và A. Như hầu hết là chuyên nghiệp 16 người thì có 16 chuyên nghiệp, 13 chuyên nghiệp và 3 người chuyên thôi. Cái này ngày mai sẽ thì sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều vào so với hôm nay. Và hôm nay sẽ là ngày đánh của các hạng B, C, D. Hỏi mèo anh. Hỏi mèo. Cho nên là các cái trận đấu có phần là giống như các bạn đang chơi. Đoán cửa vậy ạ. Nên là xem cũng chả có cái gì khác lắm, mà thực rằng đi rằng lại. Vâng, nhưng mà có vẻ như là Minh HD càng đánh càng hay đấy thưa các bạn. Minh HD được xếp hạng B. Vâng, xong rồi, một cú sút tay con một ăn lô góc, trô nhảy lại điều con hai luôn. Sút tay luôn, mình có gãy sút tay cơ mà. Sút tay trô lại điều con hai mở ui, nó thuận luôn má ngoài. Vấn đề chỉ là ăn con một hay không thôi. Thành rồi. Nghe mình xui dại nhưng mà cũng suốt thật luôn. Xui dại gặp ngay ông nghịch dại. Và kết quả như thế nào thì chờ sau cú sút tê này thì các bạn mới biết được. Ta là mình HD, ăn chín luôn. Vâng, thưa các bạn cứ tưởng là sút tê con 1 ăn góc nhưng mà không phải đâu. Con 1 cộng 3 con 2 ăn con 9. Quá hay, quay xong thì mới nghĩ ra. Xin chào tất cả bà con nhá. Anh lên anh. Anh 1-2 luôn, sút một phát 1-2 luôn. Vâng, xin chào anh Quân Đỗ. Quân Đỗ 9 giờ sáng ngày mai đến để đánh anh. Tỷ số là 1-2 cho Minh HD. Cả con cái lần này cũng ăn 3 bi nhưng mà có 2 bi quần và 1 bi cái, rất đáng tiếc cho anh Hoàng. Em ăn cơm mấy lần đây.
tí nữa em mang có hơn chục cái thôi nhưng mình mua nhiều quá không có mang nhiều đâu. Rồi có cái đợi đấy. Ô điều lỗ 10 luôn. Không phải nhắc lại nữa, tính tiền lỗ 10 mà. Cò đánh nhiêu kia Nguyễn à? Vâng. Và đây là trận đấu, các cái trận đấu của hạng B, C, D thôi các bạn. Ngày mai thì chuyên nghiệp của A về đánh ạ. Nên xíu đồ đỏ Kiên Pháp rồi thì tiện các bạn ngày mai mới ra trận các bạn. Hôm nay mới là cái mạng dạo đầu thôi. Còn ngày mai thì các bạn mới chính thức được xem các cái máy khâu, rồi máy dập, các cái thứ lên sàn diễn. Con cò nhỏ nhỏ nhưng không sao, anh Hoàng cũng ăn. Mượn vú để điều tám, mượn vú để hãm lực, và một trong những cái phương pháp điều rất là hay. Bây giờ thì quá đơn giản rồi, để một băng sang cái ra vị trí cũ, nở ra thêm một tí nữa để cho đỡ phải cò tay. Rồi phần đấy đã hơi giật, trời ơi, có giật có rung. À, mình cùng quê Hải Dương nên mình nhường nhau một tí. Chém luôn, nhìn thấy đặt cờ từ dự đoán 99.9% là chém luôn. Chém luôn, trời ơi. À, lại sẽ ăn tiếp, hình bi vẫn đi xì như vậy. Những HD cơ hội chạy đạn tiếp lại. Lần này chạy có sai không? Đã có kinh nghiệm. Thì kinh nghiệm lần này là dư hẳn sử sang bên kia để cho đỡ bị chém.
Khải đến này, Khải đến này à? Ok, có người sắp xếp. Wow, rất là già. Anh Hoàng sinh năm 1981 rồi. Nhìn anh trẻ như vậy nhưng mà anh cũng có độ già riêng của mình. Thay vì chém chết thì anh cho đối thủ một cơ hội. Vâng, tưởng là cơ hội thôi nhưng mà là cơ hội về Việt Nam. Chật quá nhỉ anh nhỉ? Là mèo à? Tôi còn một cơ hội chết chắc rồi. À, mèo ơi, để ghi lấy tiền đưa cho khách hàng. Còn mèo thì ngon quá. Ngon. Chặt. Rồi ăn tám. Số dư lỗ 10. Lỗ 10 thì không phải nói nhiều. Hai cơ thủ câu giờ nhau hay sao này? Gần nhau. Gỡ tiền bạc. Đang là 1-2. Sau ván này sẽ là 2 đều hay là 3-1. Rồi, 2 đều. Chúc mừng Minh HD. Tỷ số là 2 đều. Chó căng. Minh HD bản lĩnh thật. Vào một phát toàn chấp 2-0 luôn. Dạy tốt.
Nắng Hải Phòng nhắn không thấy đâu. Sáng nay nó vừa tập hai đây mà. Tay áp về bên trái một tí. Rồi, A Bằng chạy đạn. A Bằng như thế nào để chạy đạn đây? Như thế nào để chạy đạn đây? Rồi, A Bằng mạnh rồi. Rồi, nó đuôi thì là đang chạy đạn. Hai băng lên giữa bảng, cơ hội cho mình HD. Con 6 ra con 7 rất là thuận lợi để có thể mở má đều con 8 rồi. Một cú đẩy hai băng lại lấy thẳng cạnh trô tốt. Biết ngay cho mình HD này. Lấy má ngoài của con 5 thì có phải đơn giản hơn biết bao nhiêu không? Cú cậy tay to. Phá luân phiên. Mình có tay cu lê cũng tốt. Quá nhiều kỹ thuật. Đây là mình HD. Chủ man up. Hàng ngày tiếp xúc và chiến đấu với anh Thành Nam. Kỹ năng thì các bạn đừng có hỏi làm gì cho nó mệt. Chô, cu lê, xoắn xoay áp phê đủ cả. Đã bấm điểm đẹp nhất. Chắc chắn rồi. Điểm đấy chỉ cần ăn bấm nhẹ con 8 cái ra là lắp đít con 9. Soát lực rất là khó, các bạn hình dung như kiểu là nó chạy từ trên này xuống dưới dốc, rất khó để hãm lực. Qua quên không cắt rồi.
Và bây giờ chỉ là con 9 thôi. Tỷ số chắc chắn là 3-2 rồi. Nhưng mà 3-2 thuộc về ai? Đặt nhiều ốc phê vậy ta? Không ăn để chạy đàn à? Cân hơi nhẹ rồi, thiếu lực. Hơi nhẹ thì các bạn sao lại đánh như vậy? Vâng, 3-2 cho Mỹ HD. Đúng là cái con bi đấy thì tôi nghĩ là quánh bằng đỉnh bi đẩy nhẹ một cái thôi, tâm bi thôi, sao lại phải đẩy lại quá nhiều ốc phê đấy. Chắc là tính là không ăn để cái sát bằng dưới kia chạy đạn. Trong những cái tình huống quyết định như thế thì phải xác định luôn trượt là thua. Nghĩ làm gì cái chuyện là không ăn để chạy đạn nữa nhỉ? Tất nhiên là sẽ có một vài trường hợp tính toán được như thế, nhưng mà như con 9 vừa rồi thì tôi nghĩ là quyết đoán luôn, chấp nhận luôn. Alo. Đây là. Vâng, ai nhỉ? À dạ đúng ạ. Giờ xin chào. À, hình như vậy, cái này thì bạn lên cái đường dùng cho cái của bạn mới được không? Mình sẽ đọc số luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục là một vụ cộng nữa. Alo, vừa cộng 18 rồi. Giờ là quán trăm 1 đi. 1, 2 băng. Vâng, xả về đầu con 3, chỗ cạnh con 3. Quán con 3 là 10. Hơi khó, góc nó hơi xuôi. Góc hơi xuôi nên hơi khó. Con này mà bị căn, ít nhất là nó sẽ phải đập vào đầu 3. Hoặc là quán hẳn lòn con 3 dựng lên. Nếu không thì là rất là khó, góc nó không đủ quạt, căn lực luôn. Cũng là một phương án, nhà đề có đủ căn lực luôn. À không phải, kệ của anh chính xác, đều cộng luôn. Cộng hoặc cân con 2 lỗ tít. Tưởng đánh nhưng mà mình chạy đạn. Rồi, xin chào Đại Lê, rất tiếc là đã không xin xếp được công việc để có mặt trong cái giải đấu này. Rồi, con này thì một cú sút tê cộng con 2 và con 7 luôn, ăn được 6 lô tít. Cân 2 tít cũng là một phương án. Vâng, và bây giờ tình huống duy nhất của ván đấu ấy, ăn con 5 thì không phải là vấn đề rồi. Làm như thế là để giải quyết được tình huống này. Ăn gãy luôn, hay ăn xong rồi chạy đạn, hay chạy đạn luôn. Các bạn thì nhìn này, wow, có vẻ có một cái đường khung cân thẳng con 5 một phát. Thẳng mặt luôn, thẳng mặt luôn là đập vào đầu con 7 luôn thì các bạn. Thẳng mặt con 5, cân 2 băng và đập vào đầu con 7, ăn con 6. Bắt đầu con 5 nở nhẹ ra, thế là hết bảng. Ủa, sao lại đánh đường này, làm gì có đường đấy? Chắc là anh Huấn tưởng là bàn bóng bẩn. Bàn bẩn bóng bẩn thì mới có cái đường đấy, chứ bàn sạch bóng sạch làm gì có đường đấy. Làm sao mà anh được thế ăn được. Vâng, một cú ba băng chạy đạn xong để cho đối thủ chạy lại dí dị. Ông
Và con này là phải là hỏi của trọng tài đấy. Đó, phải tôi phải ra ngó phát xem tình hình như này, đỡ phải cãi nhau. Cho được tên đi tiếp. Con này thì lòi mông rồi, lòi mông rồi, những cái đệ lòi mông rồi. Hả? Vâng, xem video này các bạn có cái cách trả đạn nào hay ạ? Em bảo Tuấn Chú vào đánh anh với. Vâng, chả còn gì để đánh nữa rồi, một cú lê hai băng.
Tỷ số là 4-2 cho Minh HD. Vãi trưởng mình đều điều gì vậy đâu? Hay quá. Chậm hơn. Hay, chậm hơn.
Vâng, trở lại với trận đấu, cơ hội 3-4 rất lớn cho anh Hoàng. Chỉ còn 2 bị, một cú rút về. Ô, Nguyễn Văn Dũng đâu rồi em? Mấy giờ có mặt đây em ơi? Ui, xin nữa thì lắm. Tỷ số là 3-2 cho anh 4-3. Vâng, 4-3 cho anh Hoàng Son. Xin chào Ngô Quang Trung. Ngô Quang Trung ngày mai có đi không em ơi? Đây để anh dặn xíu đợi ở đây nhé, quan cho anh Trung nhé, bảo gom tiền nhưng không đem tiền nó tiêu hết thì chẳng có gì mà thịt. Mèo ơi cho anh tiếp đi. Hả? Trận nào đấy? Bảo xíu thôi đi, xíu thôi. Rồi xíu nó chuẩn bị tiền với Trung ơi.
Quá chính xác. Tỷ số hiện giờ đang là 4-3 cho Minh HD thì phải. Game đấu đến có 6 thôi thì cả nhà. Một cú ép nhẹ một băng dưới. Wow. Vâng, cậy tay trôi tốt. Cậy gậy tốt. Vâng, gậy đang dùng là gậy BK của hãng Mít. Một cây gậy BK. Minh HD từng sử dụng cây gậy Mobley có giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên thì sau khi cầm cây BK này từ cái đối bộ của Mít thì đã thấy cảm thấy phù hợp hơn. Một cây BK có giá là 450.000 và bắt đầu quyết định chuyển nhượng cây Mobley sang cho người khác và sang sử dụng trung thành của cây BK câu lạc bộ. Vâng, tỷ số là 5-3 cho Minh HD. Chắc chắn là như vậy rồi. Tỷ lệ trượt con này là 0.01%. 1% một năm. Quá chính xác. 5-3. Minh HD lại sắp có một chiến thắng tiếp rồi. Có mặt trong vòng đấu loại trực tiếp 32 người nếu giành chiến thắng ở trận đấu này. Hiếu, Hiếu nghe đây. Thank you.
Yeah.
Trong tình huống này thì các bạn chạy như nào? Và nếu là tôi thì tôi sẽ băng sau đó sơn mỏng con hai ra và con hai đập nhảy vào đi con năm bắt đuôi. Chứ còn nếu như mà để phải sơn mỏng lực xuống dưới kia cũng qua, cũng là một phương án để trông trọng như kia, cũng là những rất dễ lòi. Rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hai đuôi luôn, hai côn luôn. Tôi xin chào Tuấn Radio, không phải là Tuấn Radio. Đây là giải tại câu lạc bộ Nai Club 82 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Dương. Giải đấu này gồm có 64 cơ thủ, 16 cơ thủ chuyên nghiệp và chuyên nghiệp A và 48 cơ thủ hạng BCD. Sẽ đấu để chọn ra 32 người đấu vòng đấu loại trực tiếp vào ngày mai, chiều ngày mai. Và chiều ngày mai sẽ diễn ra vòng đấu loại 32 trực tiếp. Ngày hôm nay thì ngày đấu của các hạng BCD, còn lại 16 người chuyên nghiệp và A sẽ đấu vào 9 giờ sáng ngày mai. Và hứa hẹn 9 giờ sáng ngày mai là toàn những cái trận đấu hấp dẫn thôi ạ. Đỗ Thế Kiên, Đường Đức Thiện, Huy Đen, Kiên Sếu, Thành Nam, Nguyễn Phúc Long và tất cả đều đã đăng ký để tham dự cái giải đấu tại thành phố Hải Dương này. Với trị giá giải nhất là 25 triệu đồng. Rất là hấp dẫn, lâu lắm rồi cũng chưa có một cái giải nào mà to như thế. Mới đây thì có một cái giải diễn ra tại cái đội Susu Đê La Thành, nhưng mà nhất là mới có 20 triệu. Vâng, nhỏ hơn so với giải này 5 triệu. Vâng, hoàn toàn các bạn cứ hỏi thoải mái đi ạ. Về công việc của mình ở đây là ngồi trả lời mọi người, cho nên là mọi người cứ hỏi đi ạ. Nếu khi mọi người không hỏi thì cũng chả biết phải nói cái gì. Một cú chạy đạn tiếp theo của mình ở đây mạnh một tí nữa, nguyên mông rồi. Trời ơi, rất là đáng tiếc. Từ gì ra hay, nhưng mà con đấy thì có lòi như thế thì vẫn bị sút tê. Đâu mà đánh, em đánh thế xong rồi. Đang
Vâng, bây giờ còn con 3 này là con 9 và cơ hội kết thúc trận đấu của mình đang để cơ hội kết thúc hơi dày một tí. Trời. Dày có một tí thôi, tương đương với sai cái mét ở trên con 3 chắc chỉ khoảng ly thôi. Cái anh một tí nữa, tí này nha. Một tí em muộn đấy. Có cơm gì đấy? Bỏ ăn lên đó. À, để thôi đánh luôn bỏ. Rồi, cơ hội năm đều, cơ hội năm đều. Trời, xấu nhất này, xấu nhất luôn rồi các bạn, xấu nhất. Nhiều khi nghĩa chẳng có thể ăn được. 13 giờ. Đấy nào. Wow, trẻ đàn quá hay thế các bạn. À, từ gì quá hay luôn. Cơ hội A băng cho HD. Nhìn như vào nhưng mà không vào. Ôi lại hơi lắc sang bên này một tí. Quá không may cho anh. Đây là đứng cửa trì thì đẹp hơn. Xin chào cả nhà. Bình An, vâng. Hương còi họp xong chưa, xuống đánh đi em. Được, anh Hoàng Son, anh vừa tâm sự với tôi hôm qua là anh vừa đang học nút số một ngày. Đây, tôi đang nhìn cái anh đo. Vâng, cái góc đo này có vẻ là hơi bị dư một tí. Vâng, góc đo này nếu như mà ánh mạnh thì sẽ về phía dưới cục lơ. Đó, đấy, hướng này có vẻ chuẩn hơn. Đúng rồi, hướng này có nhẹ một chút, vừa lực một chút thôi. Mà ánh mạnh thì sẽ là dư. Việt này mà, ánh mạnh dư chắc. Vâng, đánh mạnh vào băng thì cái góc nó dội ra ngay từ cái băng ngắn đấy là nó dựng lên rất nhiều. Nên là nó không đủ để cắn những cái góc đấy thì kinh nghiệm là mình sẽ chỉ có ánh cưa được thôi. Hơi mạnh quá rồi. À, một cái cú đánh ba băng. Một cú ba băng cái về nằm giữa 9-7 sẽ là cái gì đẹp nhất. Không thì hoàn toàn có thể là với kỹ thuật của mình, MHD sử dụng một cú đẩy nhẹ cũng được, đẩy nhẹ một băng sau đó đẩy tiếp con 9, con 7 đầu tiên. Được, 3 băng cho thoát tay, hơi mạnh một tí. Thank you.
đi đều lại phải tôi xuất hương sam thì bắt đầu sử dụng quận thế mình làm gì đéo điện quá. Chỉ còn một con 9 nữa thôi thì các bạn, chỉ còn một con 9 nữa thôi là MHD sẽ có mặt trong vòng đấu loại 32 người vào ngày mai. Nhìn thấy hơi dày một tí, tôi nhìn thấy góc này thì thấy hơi dày một tí. Đúng, chính xác luôn, hơi dày mà, biết ngay mà. Chưa kể là cái góc mỏng thì nó sẽ có một cái độ lôi nhẹ nữa. Cho nên là những cái con bi đấy mà quánh không cẩn thận là rất dễ là bị xài má. Cơ hội 5 đều, cơ hội 5 đều cho anh Hoàng, chỉ còn con 9 thôi. Trận sau các bạn phải chờ tôi xem lịch, cũng chưa rõ được đâu. Trận sau chưa rõ được ai sẽ là người lên là 5 đều, quá hay. Căng vù. Vâng, tốt Hoàng Son, tốt Minh HD. 5 đều. Anh sau trận này là ai đánh? Vâng, là làm lên một cái điều gì đấy ở cái ván kết thúc này thật hay. Xem nào, mình HD chém con hai góc phải, chém con hai góc phải rồi thì con cái sát vào đích cơ ba luôn, chạy đạn rồi, nhìn có vì chạy đạn là trồ con hai về rồi. Định đánh được gì đó, chạy sinh viên. Wow, liệu có tính được cái lực này thật không? Nếu mà tính được cái lực này thì được ngon. Nhưng mà góc này xem nào, wow, cân một băng con 2 có kê được đầu con 6 không? Nó sẽ có độ lôi xuống một tí, lôi xuống một tí, không đủ, không đủ. À, Nguyễn Thức, giải đấu này thì ngày hôm nay là ngày đấu của hạng BCD. Vâng, các hạng chuyên nghiệp và A sẽ đấu vào ngày mai cơ.
nên là ví dụ những trận của Kiên Pháp, Thiện Lương gì đấy thì ngày mai mới bắt đầu đấu các bạn ạ. Kê đầu cái ăn luôn, không phải mà là kê đầu cái và chạy đà. À, Thanh Cụt có đánh bạn ơi. Ăn còn đấy coi như xong luôn. Rồi cơ hội cho anh Hoàng Son. Cơ hội bật ngược luôn của anh Hoàng Son. Xong. Nào cả nhà cùng chuẩn bị chúc mừng cho anh Hoàng Son rồi. Chuẩn bị chúc mừng cho anh Hoàng Son bật ngược ở Minh AD. Vâng, thế bên này chỉ cần 3 ra 4 nữa thôi. Vâng, tầm 3 ra 4 cho cái bố này thì không có cái vấn đề gì cả. Rất nhiều cái cách để giải quyết. Trô về 4 con lỗ 10 cũng là một phương án. Trô về oánh con 4 lỗ tít cũng là một phương án. Vâng, tình huống này tôi cũng đi hết. Vâng, xin cảm ơn bạn Trần Phạm Bảo An. Mình vẫn chưa ăn. Quay hơn bàn màu vàng thì nó sẽ nhờ hơi một chút tâm lý nhưng mà vẫn vào, có một cái độ giật nhẹ anh Hoàng. Mày lỗ to rồi. Mày lỗ to đúng rồi, nhưng mà hơi lỗi mà. Một là má dưới, năm hai là má trên cơ thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và cái vị trí cần đẹp nhất trong cái tình huống con 6 này là thẳng lưng con 6. Thẳng lưng con 6 sẽ là vị trí đẹp nhất. Rồi ơi, cho một tí nữa, rồi đẹp rồi, đứng im. Vâng, cắm đứng im một con chích xịt nhẹ đứng im là ngon nhất rồi. À, Nguyễn Sơn, giải đấu này 64 cơ thủ bạn ơi, 64 người, 16 người hạng A chuyên nghiệp và 48 cơ thủ hạng BCD. Ôi sao lại đẩy, rất là giòn giã, giòn rén, trời ơi những cái gì đấy. À, Mai Trung Hiếu bạn này lỗ 10.8 em ơi. 10.8. Chỉ còn con 7, chỉ còn con 9. Chỉ còn con 9. Vâng, xin chào Minh HD. Minh HD sang nhánh tour và anh Hoàn có mặt trong vòng đấu loại bạn. Chắc chắn nhé, con này không thể trượt được rồi. Vâng, chúc mừng anh Hoàng Son đã có mặt trong vòng đấu loại 32 người. Một cú bật ngoạn mục. Minh AD lại phải đánh một trận nữa ở bên nhánh tour. Rất là hay, rất là hay. Anh Hoàng thắng rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người sau khoảng 15 phút nữa. Trận đấu tiếp theo sẽ được live stream trên kênh Music Club Shop. Giải đấu Night Club tại 82 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Dương.